Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo do Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường và tổ dân vận các khu vực trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã thực hiện đạt hiệu quả cao, qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Gia đình chị Nguyễn Thị Mộng Thu được Hội nông dân phường Lê Bình cho vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Thấy mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Mộng Thu tìm tòi nghiên cứu học hỏi từ bạn bè và về nhà trải bạc, xây hồ và nuôi 50.000 con lươn bột. Nuôi khoảng 50 ngày, lươn đạt chuẩn 1.000 con một ký. Gia đình xuất bán lươn giống cho các hộ mua về nuôi lươn thịt. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm lời trên 100 triệu đồng. Nuôi lươn giống thì nó công việc nó cũng nhàn hơn nữa, mình chỉ có thay nước cho ăn với vệ sinh hồ sạch sẽ, rồi mình thời gian còn lại mình có thể làm thêm công chuyện khác hoặc là buôn bán thì cũng được, cho nên đó là thu nhập gia đình nó cũng từ đó mà thấy khá hơn, lo cho con cái đi học cũng ổn định. Hội nông dân phường Lê Bình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quận là phát vay cho 357 hội viên với số tiền là 17 tỷ đồng. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì đã giúp cho phường thoát nghèo được là 2 hộ hội viên nông dân và 15 cái hội viên là thoát hộ cận nghèo. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Bình còn phối hợp với các hội đoàn thể vận động xã hội hóa nhiều phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học dịp khai giảng năm học mới. Vận động quỹ vì người nghèo được 80 triệu đồng, xây dựng mới và sửa chữa 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Tôi cũng bệnh gì cũng được nhà nước quan tâm hộ nghèo vậy đó. Nhà nước cũng hỗ trợ cho quà và cho bảo hiểm, rồi cũng lãnh tiền hàng tháng. Dưới được cất nhà gì tôi cũng mừng lắm. Còn đối với hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường, hàng tháng hỗ trợ gạo cho gia đình có con em là nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ nguồn vốn không tính lãi cho 5 hộ gia đình. Mỗi hộ nhận 3 triệu đồng để làm vốn buôn bán phát triển kinh tế gia đình bền vững. Tôi có một đứa con chất độc da cam, người cũng hoàn cảnh cũng gặp nhiều, cũng nhiều khi khó khăn. Mấy cô, mấy chú dân chất độc thấy gia đình em gì đó, rồi có hỗ trợ vốn cho tôi vay 3 triệu, đặng làm vốn, đặng kiếm chút đỉnh nuôi mấy đứa con. Qua cái hoạt động phong trào mô hình dân vận khéo, cái tổ chức chính trị xã hội thì đăng ký tới 21 mô hình. Hiện tại đến nay thì đã thực hiện là 19 mô hình, còn 2 mô hình. Thì 2 mô hình thì chúng ta tiếp tục để tập trung cái thực hiện cho cái đạt hiệu quả cái việc phát động. Thứ hai nữa là qua các mô hình thì hầu hết là các mô hình về cái công tác an sinh xã hội, trợ giúp người bảo trợ xã hội thì đã chăm lo cho các đối tượng. Thì hiện tại thì qua cái hỗ trợ cũng như là cái phối hợp thực hiện thì các mô hình đã đạt hiệu quả là rất cao. Các mô hình dân vận khéo ở phường Lê Bình có sức lan tỏa cao, tạo được đồng thuận cao trong cộng đồng, huy động được nhiều nguồn lực tham gia. Từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để Lê Bình giữ vững phường văn minh đô thị,